Bạch thầy, câu hỏi đầu tiên là: thưa thầy, ngày nay con thấy nhiều nơi nhân danh Phật giáo nhưng lại đi lệch khá xa khỏi tinh thần cốt lõi của Phật giáo là hướng tới giác ngộ, mà đa phần chỉ tập trung vào những nghi thức, những thi kệ, những lý tưởng trường phái, thiếu đi tự nhiên, không trực chỉ sự thật mà tu, cứ lòng vòng theo kinh nghiệm đập khuôn. Phải chăng mọi thứ vô thường, người sau đang ngày càng quên đi Phật đạo, rốt cuộc là như thế nào ạ? Cái đó là một cái nhận xét rất là đúng. Nguyên là Đức Phật là cái bậc giác ngộ, tức là Ngài đã thấy ra được cái chân lý hay là cái sự thật trong đời sống. Và Ngài, chủ yếu là Ngài thấy ra được cái nguyên nhân nào mà đưa đến cái phiền não khổ đau. Thì trong đời sống đó chỉ có cái rất nhiều tôn giáo đó thì cứ nghĩ rằng là cái khổ đau là cũng do từ thần linh hay là một cái nguồn lực nào đó ở bên ngoài. Và hạnh phúc, an lạc cũng vậy, tức là đều do từ một cái nguồn lực nào bên ngoài. Nhưng mà theo Đức Phật á, thì Ngài thấy rằng là cái hạnh phúc hay đau khổ cũng là do tự mình. Mà đúng hay sai cũng do tự mình, thanh tịnh hay là ô nhiễm là cũng do tự mình. Đức Phật Ngài nói như vậy. Và như vậy á, thì mình thấy rằng là trong đời sống đó, của mỗi người đó, thì chủ yếu là có nhận thức và hành vi. Thì nếu mà nhận thức và hành vi mà sai á, sai xấu á, thì nó sẽ đưa đến cái kết quả là phiền não khổ đau. Thì cái đó gọi là tập đế và khổ đế. Còn cái nhận thức và hành vi mà đúng tốt, thuần theo pháp, đúng bát chánh đạo, đúng giới định tuệ, thì cái nhận thức và hành vi đó không đưa đến phiền não khổ đau, mà ngược lại là chấm dứt cái phiền não khổ đau đó. Vì vậy cho nên là cái cốt lõi của đạo Phật chính là ở chỗ tứ thánh đế đó. Như vậy thì trong cái quá trình tu tập là mỗi người Đức Phật Ngài dạy là phải trở về soi sáng lại mình để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi lại. Khi soi sáng lại mình á, thì mình mới thấy là lúc đó thân của mình đang hành động nói năng như thế nào, hoặc là tâm của mình lúc đó là có những cái thái độ như thế nào đó. Rồi mình có những cái cảm giác, cảm xúc nào, và cái sự quan hệ giữa mình với là cái hoàn cảnh xung quanh đó, nó có ràng buộc hay không ràng buộc, nó có ảnh hưởng gì đến mình hay không ảnh hưởng gì đến mình, chẳng hạn như vậy. Thì tất cả những cái đó là những cái mà Đức Phật Ngài dạy là mình phải thấy ra trong toàn bộ đời sống của mình, trong mọi sinh hoạt đời sống của mình. Thì đạo Phật đó, nói chung là đơn giản chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà bởi vì do là nhiều người có cái căn tính khác nhau, cho nên á, có nhiều người nói họ không hiểu. Vì vậy cho nên về sau đó, thì người ta là để cho vận dụng cho quần chúng đó, thì người ta làm cho nó dễ lại, nó dễ xuống. Bằng cách chẳng hạn như là dùng một cái pháp môn tu nào đó để cho cái tâm nó yên, hoặc là để cho nó bớt làm những điều ác, hoặc là nói chung là chưa phải là đi vào cái cốt lõi thực sự của đạo Phật, mà chỉ là để giúp cho ổn định cái đời sống, mà chủ yếu là trong tục đế. Thì vì vậy cho nên trong đạo Phật mình mới thấy rằng là nó có hai cái, là có một cái chính, tức là cái cốt lõi, và một cái phụ, tức là có những cái điều phụ. Nhưng mà đa phần cái trình độ họ lại không thấy được cốt lõi, mà họ chỉ thấy cái phụ. Rồi từ cái chỗ mà họ vận dụng từ cái phụ đó
ra một hồi á, thì lúc đầu á, là vận dụng với cái với mục đích tốt, nhưng càng về sau lại càng không hiểu cái vận dụng đó, rồi đi càng ngày càng lệch hướng đi. À. Và từ cái chỗ mà đi lệch hướng đó đó, nó dần dần á, cái đạo Phật nó từ cái chánh pháp nó đưa đến tường pháp, rồi từ tường pháp đưa đến mạt pháp, làm cho cái Phật giáo về mặt hình thức thì có vẻ là phát triển, nhưng mà trên thực tế là về cái mặt mà chứng ngộ, tức là về mặt mà giác ngộ giải thoát á, thì càng ngày càng là giảm đi. Đó. Do đó mà mình thấy là càng ngày á thì nó nằng cái tổ chức, hay là nằng cái phương pháp, nằng cái quy chế nhiều hơn là cái mà thấy ra được cái chân lý. Đó. Vì vậy cho nên á, bây giờ mình có thể nói rằng là đạo Phật phát triển theo hai hướng. Một hướng á, là phát triển theo hình thức. Thì khi mà phát triển theo hình thức á, nó có hai cái hình thức. Một á, là hình thức về giáo lý. À, thì họ hoàn toàn là lệ thuộc vào kinh luận. À, chỉ có là phân tích chia sẻ rồi học về kinh luận rất là nhiều. Thì cái hướng đó là cái hướng mà biến cái đạo Phật thành nó triết học. Và cái hướng thứ hai là cái hướng tín ngưỡng. Tức là dần dần là biến cái đạo Phật thành ra là một cái, xem Đức Phật như là một cái vị thần linh tối cao nào đó, mà mình bây giờ mình phải là nương theo để mà nhờ cái nhờ ngài là cứu độ được người kia chẳng hạn đó, thì nó trở thành là một cái tín ngưỡng. À, thì đó là cái phương hướng cái hướng mà phát triển về hình thức, tức là có hai hình thức, là một hình thức là hình thức triết học và một hình thức là tín ngưỡng. Còn cái hướng mà còn một cái hướng, mà cái hướng này thì lại là cái hướng âm thầm bên trong, đó là cái hướng những người thực chứng, những người giác ngộ, những người thực chứng thì là họ vẫn truyền theo một cái nguồn mạch, cái màng mạch, đó là cái nguồn mạch, cái màng mạch của Phật đạo, tức là vẫn đi đúng cái con đường mà chỉ cho mọi người thấy cái trở về để mà soi sáng lại mình, trở về để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi ở nơi mình. Nhận thức và hành vi tốt là biểu hiện là bát chánh đạo, còn nhận thức và hành vi sai thì đó là bát tà đạo. Đó. Mà bát tà đạo thì nó sẽ đưa đến cái luân hồi trong tam giới. Còn đi mà đúng đường bát chánh đạo, giới định tuệ, thì mới là con đường thực sự giác ngộ giải thoát. Thì bây giờ cái mặt nội nó lại quá nhiều, mà càng ngày cái mặt nội nó lại càng nhiều. Thì nó tổ chức có vẻ rất là quy củ. Nhưng mà nó không có cái nguồn, nó không có cái mạng mạch thực sự của cái đạo giác ngộ giải thoát. Đó. Cho nên ngày nay mình thấy là nhiều người nếu mà họ khách quan một chút thì họ nhìn thấy cái đạo Phật á, bây giờ sao nó có vẻ nặng tổ chức, hay là nặng tín ngưỡng, hay là nặng lý thuyết gì đó, đâm ra họ bớt đi cái niềm tin tưởng ở nơi đạo Phật. Mà đạo Phật cứ phát triển trên cái mặt hình thức mà quên đi cái nội dung thực chứng, mà cái nội dung thực chứng này thì mỗi người chỉ là lặng lẽ chiếu soi mà thôi. Đó. Mọi người đều thường là phải lặng lẽ chiếu soi, như là
Cái từ mà tinh tấn chánh niệm tịnh giác ở trên thân thọ tâm pháp đó chính là cái mà lặng lẽ chiếu soi để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình đó. Thì thầy thấy là cũng không phải là không còn những cái người mà thấy hay là rõ được cái con đường giác ngộ giải thoát vẫn không phải là không còn. Tuy nhiên á, là cái mặt đó là cái mặt mà âm thầm, gần như là nói như kiểu thiền tông là tâm trường tâm. Tâm trường tâm á, tâm đồng tâm nó không có nghĩa là không có nghĩa là huyền bí gì hết. Mà tâm trường tâm ở đây á, ví dụ như bây giờ ở đây 10 người chẳng hạn. Mà khi thầy nói á, thì có khi một người hiểu thôi. Còn mấy người kia thì hiểu là hiểu theo trên ngôn ngữ vậy thôi. Nhưng mà có một người mới thực sự là cảm nhận trọn vẹn cái đó, đó là cái giống như cảm ứng đạo giao á, tức là mới là cảm nhận được một cái đó một cách rất là trung thực. À, thì như vậy tức là tâm trường tâm, do cái người đó đó là cũng trải nghiệm, cũng chiêm nghiệm, cũng thấy ra cái điều đó. À, cho nên khi nghe một cái á, thì nó có một sự gọi là tương thông. Thì hồi xưa Đức Phật á, là như vậy. Đức Phật là ngài thấy một cái người nào đó mà có đầy đủ duyên rồi á, là ngài biết có thể người này có thể tương thông được á, là nhiều khi ngài chỉ nói một câu, một vài từ thôi thì đủ cho cái người đó để giác ngộ được. Đó là cái tâm trường tâm, có nghĩa là như vậy, chứ không phải là tâm trường tâm là một cái chuyện gì mà huyền bí rồi đặt ra rồi cái một cái nghi lễ tâm truyền tâm rồi đó, chừng đó nó lại trở thành hình thức nữa.